Chào các bạn, mời các bạn cùng gia đình KPN ăn một đêm tại nhà hàng Lắc Ventis Cam ở bên Hồ Lắc nhé. Mình sẽ quay toàn cảnh nhà hàng này cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì chỉ có hai gia đình đang sử dụng dịch vụ tại đây đêm nay thôi, nên diện tích mà cái nhà hàng này là khoảng 7 đến 8 bàn, mỗi bàn thì có thể là 6 đến 8 người ngồi có thể được. Nhìn rất là mộc mạc và nhìn cũng rất là sang và sạch sẽ. Vì cá, chả cá, vịt quay, cơm lam, gà gì em? Quá được rồi. Nghe là vịt quay. Vịt này là họ nuôi và họ tự chế biến sống cho mình tại chỗ nha các bạn. Còn đây là cơm ống lam và muối đậu phộng, ăn cũng rất là ngon. Tất cả đều nóng hổi mới ra lò hết. Cái giá cá Đắk Lắk giống như chả Quy Nhơn không vậy? Giá cá Đắk Lắk ở tại sông này. Lắp ra rồi nó lấy. Gỏi gà bông chuối cũng là tại vườn luôn. Tất cả các món ăn mình kêu lên tại đây đều là nhân viên ở đây tự nuôi và tự nấu nha các bạn. Riêng gia đình KPN thì đánh giá món ăn ở đây rất là ok và giá hơi cao, nhưng mà vẫn chấp nhận được bởi vì họ tự cung tự cấp cho mình và lương thực thực phẩm organic làm rất là chất lượng. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.